mình em quên lối đi, nguyện là sao soi sáng thêm con đường em. Thì ở đây bộ loa kéo mà anh khách ở tại Gia Sơn, xã An Mỹ của Phú Yên nha các bạn, thì anh cũng đã đầu tư bên mình là trước đó mấy bộ rồi, thì với cái nhu cầu mà phục vụ bà con ở khu vực rất là cao, cho nên là cứ sắm và sắm mãi thì cũng không đủ, xô cứ chồng xô, cho nên là anh lại tiếp tục đầu tư thêm một bộ nữa. Đây, đây là một bộ loa kéo đồng bộ neo nha các bạn, và một cái tủ kéo bass full 40 ha, từ 190 con 75, và đây là thiết bị máy ở bên trên này, là hai cái chép 750 nha các bạn. Về thiết bị máy thì anh khách thì vẫn mãi là ưa chuộng với cái dòng mic của hãng Biri Siri. Đây là dòng mic B610. Mic này nó cho chất âm rất là lực và sóng nó là bắt sóng ổn định. Và một con vàng số X10 cũng của hãng Biri Siri, và một con đại 4 kênh. Thì con đại 4 kênh này là con Biri Siri Acer 4950. Thì hiện tại có anh có dùng một chiếc sub 50 nữa. Con đại 4 kênh này dùng đánh tất cả với cái full cấu hình này, một sub 50 và tổng cộng là 5 chiếc loa, 3 chiếc loa 30 và 2 chiếc loa 40. Đó. Thì bây giờ mình sẽ test về chất âm, tiếng nhạc và tiếng mic để bàn giao cho anh tiếp nha các bạn. Đây, các bạn thấy ở đây ngay hàng luôn, 1 2 3 4 5 bộ, và ảnh còn có mấy bộ. Một ngày lấp đông gió lạnh và cả một đời là đường mãi mà
nhau. Quên rơi giữa tấm bồng trên con đường ngày xưa, hai ta chung lối mòn. Em thương xa xa bạn thân, anh thương màu trắng, tam trường hoa cùng ta. Mình cũng đã test qua cái bộ loa kéo lưu động này. Đó. Thì vừa rồi cũng đã test tiếng nhạc và test tiếng ca, cũng rất nhiều anh chị ở đây cũng ca qua. Thì nói chung các bạn cần lắp đặt những cái bộ loa kéo như vậy. Thì các bạn hãy gọi trực tiếp trên hai số điện thoại mình có đăng trên cái video này.